Bộ phim Không Thể Ôm Em. Tập 7, phần 2. Chẳng qua chỉ là một mối tình mà thôi. Vì là lần đầu nên mới buồn như vậy. Thời gian sẽ giúp cậu từ từ buông bỏ, từ từ chấp nhận. Gặp được người mới rồi có thể bắt đầu. Sao có thể như thế? Thi Nhã đối với tôi quan trọng nhường nào? Chắc chị rất rõ. Bây giờ cô ấy có ở nhà không? Tôi sẽ đi tìm cô ấy. Chí Hạo, cậu đừng như vậy. Thi Nhã cũng rất buồn. Nhưng bây giờ cậu đối với con bé là một trách nhiệm rất lớn. Hãy chấp nhận hiện thực này đi. Tôi mãi mãi không bao giờ chấp nhận. Thi Nhã. Thi Nhã. Chúng tôi bây giờ cũng không liên hệ được với Thi Nhã. Chị cô ấy nói hiện Thi Nhã có chút việc. Nói nếu có việc gì thì gọi vào số của chị cô ấy. Vậy à? Sẽ có chuyện gì được chứ? Tuấn Hách, thật sự xin lỗi. Tối nay có lẽ không ăn tối được với Thi Nhã rồi. Không sao. Là tôi đến đột ngột quá. Được. Vậy quyển tạp chí này tôi nhất định chuyển cho cô ấy. Là người mẫu trang bìa của kỳ này. Cô ấy nhìn thấy chắc sẽ vui lắm. Đúng rồi, mấy hôm nữa có cuộc họp quan trọng, anh tới sẽ gặp được cô ấy. Thi Nhã phải sang Ý chụp ảnh bìa tạp chí. Được, vậy tới hôm đó đi, có tin tức gì báo cho tôi. Được. Xin hỏi, cô Lý Thi Nhã có ở đây không? Lý Thi Nhã, đúng, Lý Thi Nhã là người mẫu ở đây. Tôi tìm cô ấy có việc gấp, hôm nay tôi nhất định phải được gặp cô ấy. Xin hỏi cô có thể liên lạc. Anh là ai? Sao đột nhiên tới đây tìm Thi Nhã? Chuyện gì thế? Trưởng ban, vị khách này tới tìm Thi Nhã. Lẽ nào anh là người trước khi chụp hình tạp chí cùng với cô ấy? Đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ, tôi vẫn bình thường. Vậy, nhưng sao tự nhiên anh tới tìm Thi Nhã? Tôi là bạn trai của cô ấy. Tôi có việc phải nói trực tiếp với cô ấy. Nhưng bây giờ không thể liên lạc được với cô ấy. Rất xin lỗi, bây giờ chúng tôi cũng không liên lạc được với cô ấy. Có điều cô ấy nói có thể liên lạc với người nhà của cô ấy. Vậy được, nếu như anh liên lạc được với cô ấy, nhớ gọi điện cho tôi nhé. Được rồi. Quá ra hai người là người yêu. Cái này anh cầm trước đi. Thiên Nhã là người mẫu trang bìa của số này. Đây là bản mẫu in trước. Cảm ơn anh. Trùng hợp thật, gặp nhau ở đây. Sao anh lại tới đây? Tôi đến có chút việc. Thứ cậu cầm trên tay là sản phẩm của tòa sản chúng tôi. À, đúng. Trước khi bên anh và Thi Nhã có hợp tác với nhau, đúng. Nhưng cậu đến đây có lẽ không phải vì nó chứ. Đến có việc gì thế? Ý tôi là, bình thường cậu vốn không thích ra ngoài sao? Sao hôm nay tới đây chứ? Thật ra tôi chỉ là, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều. Có điều tôi cảm thấy cậu có gì đó là lạ. Có phải gặp chuyện gì không? Thi Nhã không thấy đâu nữa rồi. Được, xin hỏi câu cuối. Một ca sĩ đang rất nổi tiếng với nghệ danh là Simba. Bài hát lần này Simba sáng tác trở thành chủ đề nóng hổi của khắp các diễn đàn. Tôi cũng đã nghe. Thật sự rất hay, khiến tâm trạng con người ta ngẩn ngơ, hồi ức lại mối tình đầu. Và Simba có tâm trạng thế nào khi sáng tác bài này? Đương nhiên là lúc đó tôi cũng phải nhớ về mối tình đầu thì mới viết được. Simba đã có mối tình đầu rồi à? Là từ khi nào? Việc đó
Hình như năm lên 7 tuổi, ngày đó vẫn còn nhỏ, có lẽ chưa hẳn gọi là yêu. Tôi là một người trưởng thành tương đối sớm, yêu đương đau khổ đều trải qua và thấu hiểu từ sớm. Sớm trưởng thành à, nhìn cậu bây giờ vẫn giống như một cậu bé. Bởi vì tình yêu của người hâm mộ nên tôi mới có làn da đẹp thế này. Thực ra tôi là macaron, thông qua việc tiếp xúc cơ thể để hấp thụ. Cậu muốn theo concept macaron sao? Simba nói vậy, đúng là khiến tôi tưởng thật ý. Tôi thật sự là macaron. Vậy nếu như không gặp được người hâm mộ thì sẽ bị bệnh sao? Không đâu, tôi ăn cậu ấy là được. Chỉ cần là con người đều có thể ăn mà. Đúng là khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Về cuộc phỏng vấn quỷ hút máu Simba đến đây kết thúc. Tiếp theo mời thưởng thức điều nhảy đặc sắc do nhóm nhạc Holiday mang tới, có tên Go Go. Simba, Thi Nhã biết cả rồi. Chuyện che giấu lâu như vậy, việc ngày hôm đó, năng lượng hút ly thay đổi theo cảm xúc bản thân, sức hút không có giới hạn. Thi Nhã biết hết rồi sao? Đồ ngốc. Kết quả nếu lại phải tổn thương, đau thương buồn khổ như lúc trước, em sẽ càng cô độc đau buồn. Tôi không muốn thấy em như vậy. Vì vậy không phải tôi đã bảo em từ bỏ sao? Tôi chỉ có thể tiếp tục bảo vệ em. Thi Nhã, không thể liên lạc được. Điện thoại thì tắt. Bây giờ cô ấy ở đâu? Tôi không thể biết. Công ty quản lý của cô ấy cũng vừa nói không liên lạc được, bắt buộc phải thông qua người nhà mới được. Nhưng tôi không ngờ đến cả cậu cũng không liên lạc được với cô ấy. Sao vậy? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì à? Chia tay rồi. Chúng tôi đã chia tay. Vừa mới hôm trước, tôi cầu hôn cô ấy, nhưng không biết tại sao. Cô ấy nói sau này sẽ không bao giờ gặp tôi nữa. Tôi biết, có lẽ là do tôi quá vội vàng. Nhưng mà tôi cũng chỉ là muốn thể hiện chân tình của mình. Tôi hiểu. Bây giờ chắc cậu đang rất đau lòng. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Anh có tin trên thế giới này có ma cà rồng không? Sao cậu lại hỏi vậy? Có lẽ trên thế giới này có sự tồn tại của những sinh vật trí tuệ cao khác với con người. Họ lẫn trong xã hội loài người, thậm chí còn có thể yêu con người. Đúng vậy. Trên thế giới này có lẽ thực sự có sinh vật như thế tồn tại. Giống như cậu vừa nói, có sự tồn tại của ma cà rồng, một sinh vật phi nhân loại. Anh có tin không? Tôi tin. Nhưng bây giờ vấn đề không phải là tôi có tin hay không, mà là tình yêu có thể vượt qua được khoảng cách giữa hai chủng tộc không? Thi Nhã đã từng nói, cho dù là ở đâu, chỉ cần hai người chân thành với nhau. Vì vậy tôi tin tình cảm Thi Nhã đã dành cho tôi. Tôi nhất định sẽ tìm thấy cô ấy. Chúc cậu may mắn. Được rồi, tôi đi trước đây. Nếu tôi liên lạc được với cô ấy, tôi sẽ gọi điện cho cậu. Cảm ơn anh. Này, đợi chút. Có chuyện này tôi muốn nhờ anh. Simba, tôi đang tìm cậu đó. Tìm tôi? Có chuyện gì thế? Là thế này. Đột nhiên có người đề nghị phỏng vấn cậu, là tạp chí thời trang mới ra mắt gần đây, cậu biết không? Người phụ trách bên đó tự liên lạc với tôi đó. Nói là một tác giả muốn phỏng vấn cậu. Không quan trọng lắm. Tôi nói cậu rất bận, có lẽ không sắp xếp được. Nhưng bên đó cứ muốn tôi phải hỏi cậu. Lâu rồi không gặp. Nói là tác giả muốn phỏng vấn, tôi cứ tưởng là ai. Sao? Chúng ta có chuyện gì cần phải gặp riêng như thế này? Anh không phải đến phỏng vấn tôi đấy chứ? Gặp anh thế này đột ngột quá. Xin lỗi anh. Nhưng mà tôi không tìm được Thi Nhã. Mấy ngày nay tôi không liên lạc được với cô ấy. Tôi cũng đã tới nhà, nhưng mà họ không cho tôi vào.
Anh có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy không? Cô ấy là bạn gái anh. Hành tung của cô ấy anh phải rõ hơn tôi chứ. Nếu là chuyện này thì đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Khoan đã. Bởi vì anh là bạn tốt nhất của cô ấy. Anh không phải không biết đối với tôi Thiên Nhã có ý nghĩa như thế nào. Vì vậy tôi không hề có thiện cảm với anh. Cho dù tôi có biết thì anh nghĩ là tôi sẽ nói cho anh biết sao? Tôi biết anh rất ghét tôi. Bởi vì tôi là con người không thể ở bên Thiên Nhã, đúng không? Tôi cũng ghét anh. Nếu như không phải chuyện đặc biệt thì tôi cũng không tới để làm phiền anh đâu. Anh biết tôi và Thiên Nhã đều là ma cà rồng. Tôi biết. Bây giờ tôi sẽ không làm gì anh cả. Tôi chỉ muốn nói với anh, những gì anh thấy chưa phải là tất cả. Anh chẳng hiểu gì hết. Vì vậy sau lần đó tôi đã đoán ra, cho dù có gặp thì sao? Anh nghĩ hai người có thể quay lại như trước à? Tôi nói cho anh biết, đừng nằm mơ nữa. Hai người không quay lại được đâu, trừ khi chết đi, sống lại. Ý anh là sao? Thế gian này có những thứ giống như nước với dầu, mãi mãi không cách nào hòa tan với nhau được. Có những giới hạn, tình cảm cũng không cách nào vượt qua. Mình chia tay rồi, nhưng thế giới này không hề thay đổi. Mọi người vẫn sống cuộc sống như vậy. Còn mình, bây giờ trong lòng mình rất buồn, đến nước mắt cũng không có. Có lẽ qua được khoảng thời gian này, mình sẽ quên đi. Chỉ hy vọng anh cũng đừng buồn quá. Hãy mau chóng quên em đi và gặp được một người mới tốt hơn. Sống thật hạnh phúc nhé. Alo, Thiên Nhã, sao giờ này hay mất liên lạc với cậu thế? Dạo này tôi có chút việc riêng, cho nên hơi bận. Nhưng nghe được giọng của cậu là tôi yên tâm rồi. Thanh Nhiên, về việc đi Ý tôi đã nghĩ xong rồi. Cậu nhanh chóng giúp tôi đặt đi. Cảm ơn. Vẫn ổn chứ? Không ổn lắm. Vốn dĩ từ trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có cảm giác như thế này. Không ngờ chia tay lại buồn như vậy. Simba, bây giờ em mỗi giờ, mỗi giây cũng cảm thấy rất dài. Mỗi phút, mỗi khoảnh khắc đều rất đau khổ. Em thật sự không biết phải làm sao nữa.
em có thể làm gì đây? Em cảm thấy rất bất lực, cũng rất vô vọng. Dạo trước anh cũng giống em như vậy, là vì em đó. Nhưng sau đó anh đã suy nghĩ thông suốt. Anh rất thích em, Thi Nhã. Nhưng mà anh muốn tôn trọng em, bảo vệ em nhiều hơn. Em muốn ở cạnh con người, quyết định quan đường như thế, dù cho anh biết là không thể nào, cũng vẫn giúp em giấu giếm rất lâu. Bởi vì anh muốn em phải sống tốt, sống thật vui vẻ. Đối với anh mà nói, đó mới là điều quan trọng nhất. Em biết, chỉ là em có lẽ cần một chút thời gian. Bây giờ em không làm được. Em biết không, anh từng vô số lần mường tượng nếu em và người đó chia tay thì tốt biết bao. Như vậy dù cho em có không ở bên anh thì trái tim anh cũng chạm đất, an toàn rồi. Nhưng bây giờ xem ra, sau khi chia tay mà em vẫn cứ buồn phiền như vậy, thì thà rằng em cứ tiếp tục làm những chuyện hoang đường trước kia, anh sẽ bảo vệ em, không để người khác cười chê em. Có lẽ lúc đó anh sẽ rất buồn, nhưng rồi cũng sẽ tốt thôi. Vì vậy Thi Nhã, đừng buồn nữa. Xin em đấy. Em có thể khóc. Hãy khóc đi. Lộ trình lần này sẽ sớm hơn một tuần, vì vậy tuần sau sẽ xuất phát. Bên đó nói sau khi hoạt động kết thúc cần phải ở lại Ý. Việc đi lại và ăn ở sẽ do bên họ sắp xếp. Cậu không cần lo lắng. Tôi biết rồi. Nhưng mà cậu nên vui mừng mới đúng chứ. Sao mặt cứ như đưa đám vậy? Thôi, tôi không ép cậu nữa. Hãy chăm sóc cho tốt bản thân là được rồi. Tôi biết rồi, vậy tôi về trước nhé. Lý Thi Nhã, trước khi cô đi, tôi có vài câu muốn nói. Cũng may là tôi tới kịp. Có thời gian thì đi uống ly cà phê với tôi đi. Được. Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ không nhận lời đâu. Lần trước tới công ty cô, nhưng mà không gặp được. Lần này chụp bìa tạp chí rất thuận lợi. Tôi tới là vì muốn cảm ơn cô. Không chừng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tôi cũng nên nhận lời cảm ơn của anh. Tôi nghe nói cô đi Ý chụp ảnh tạp chí. Không ngờ hạng mục tiến hành nhanh như vậy. Tuần sau đã đi rồi nhỉ? Lẽ nào cô đang chạy trốn sao? Khi làm việc tôi gặp được cậu ấy, cậu ấy nói cho tôi nghe rồi. Lẽ nào cô thật sự chưa từng nghĩ giữa ma cà rồng và loài người có thể tồn tại tình yêu vĩnh hằng sao? Tình yêu thật sự rất kỳ lạ. Mới bắt đầu, chúng ta bởi vì yêu nên mới muốn ở bên cạnh đối phương. Sau đó, chúng ta cũng vì yêu mà cảm thấy có lỗi. Bởi vì yêu mà lo sợ khuyết điểm của bản thân khiến đối phương tổn thương, sợ hãi bản thân khiến đối phương phải chịu khổ. Hóa ra tất cả mọi người đều nói chúng tôi không nên ở bên nhau là có lý do cả. Cuối cùng tôi
Bây giờ, cho dù có thế nào, thì anh cũng đều có thể hiểu. Vì vậy, xin em hãy quay lại. Chí Hạo, anh sao vậy? Em không ở đây, căn phòng bừa bộn hết cả. Em quay về rồi. Thiên Nhã, Lý Thiên Nhã, ra đây. Thiên Nhã, em có đang nghe anh nói không? Anh không quan tâm, anh không quan tâm. Dù em là người hay là ma cà rồng, anh đều không quan tâm. Lý Thiên Nhã, anh cần em. Anh không sợ chết, anh không sợ chết. Chỉ cần em tốt thì anh không sao hết. Tạm biệt. Lý Thi Nhã, Lý Thi Nhã, em ra đi. Thi Nhã, Thi Nhã, Thi Nhã, anh cần em. Sao 就想好你要留在谁的
就不是